Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 15 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chính phủ triển khai các biện pháp khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường. Trao tặng 4 tỷ đồng cho tỉnh Hưng Yên khắc phục thiệt hại do bão số 3. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định sản xuất. Tiếp tục thi công các dự án giao thông trọng điểm. Quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và điểm cầu 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra. Dù hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tính đến sáng ngày 15 tháng 9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập úng do hoàn lưu bão đã làm 348 người chết và mất tích. Hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ bão số 3 là cơn bão lịch sử với cường độ lớn, tốc độ cao, phạm vi rộng, đối tượng tác động nhiều, gây mưa lũ lớn dài ngày, trên diện rộng gây hậu quả rất nghiêm trọng về người, tài sản, cả vật chất và tinh thần. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hội nghị điểm lại tình hình, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiệm vụ giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu, khẩn trương, khắc phục hậu quả, bão, nhanh chóng, ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ước tính sơ bộ chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng. Tại Hưng Yên, để ứng phó với cơn bão, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống ứng phó với cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị và các đoàn thể nhân dân tham gia công tác phòng chống ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Trong đó đã di dời được hơn 6,3 nghìn người dân ra khỏi vùng nguy cơ mất an toàn. Công an tỉnh đã huy động trên 2.000 cán bộ chiến sĩ, hàng trăm phương tiện. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ của lực lượng thường trực, trên 5.000 dân quân tự vệ và hàng trăm phương tiện dụng cụ tham gia ứng phó khắc phục ảnh hưởng của bão số 3. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm thiệt hại ban đầu khoảng trên 660 tỷ đồng. Để ổn định đời sống của người dân và ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau mưa bão lũ, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục chỉ đạo toàn diện về công tác ứng phó với mưa, ngập úng, lũ, khắc phục hậu quả sau mưa bão lũ, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các khu vực còn bị cô lập, ra soát thống kê toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước, chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão, để nhanh chóng ổn định đời sống của người dân. Các sở ngành, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tình hình ứng phó với cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, thảo luận các giải pháp khắc phục hậu quả mưa bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào việc khắc phục các sự cố về đê điều, hướng dẫn người dân về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng, xử lý môi trường, khôi phục sản xuất sau bão lũ. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Sự lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Thời điểm hiện tại, nước trên các sông đang rút dần, những điểm ngập úng cũng đã giảm lượng nước. Tuy nhiên, đây là lúc người dân phải đối mặt với những tác hại như ô nhiễm môi trường do các loại rác thải tồn đọng, ô nhiễm môi trường nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ sẽ phát sinh dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên, hộ gia đình và người dân cùng tham gia dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu dọn cây gãy đổ, khơi thông cống rãnh, kênh mương, thu dọn rác thải, phun khử trùng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu dân cư để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng khoảng 1.000 người là cán bộ công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, tăng ni Phật tử và nhân dân thành phố Hưng Yên tham gia dọn dẹp các đường phố. Phát động cái phong trào của mặt trận quá cần thiết chứ, bởi vì bộ mặt của một cả một cái thành phố này, chúng ta phải cùng nhau làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ và làm cho cái phong cảnh quê hương của mình nó đẹp lên. Chúng tôi cũng tiếp tục là phát huy hơn nữa cái tinh thần xung kích của thanh niên trong việc khắc phục hậu quả thiên tai sau bão lũ cả khu vực nội thành, và đặc biệt là chúng tôi sẽ chú trọng hơn về khu vực là ở ngoài đê, ví dụ như các xã như là Hoàng Hanh, Tân Hưng. Tại thành phố Hưng Yên, sau khi bão tan, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp cây xanh, vệ sinh môi trường để đảm bảo hoạt động giao thông và sinh hoạt. Tuy nhiên, với hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ, nhiều khu vực bị ngập úng, lượng công việc phải xử lý rất lớn. Hưởng ứng lời kêu gọi, cán bộ đảng viên và nhân dân của thành phố tiếp tục ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trọng tâm thời gian tới là những địa phương đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt với phương châm nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó. Hội phụ nữ cũng đã huy động chị em phụ nữ là tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, các cái khu vực mà cạn trước chúng tôi tổng vệ sinh trước, thế còn tới đây thì nước cứ rút ra đến đâu thì chúng tôi sẽ huy động chị em hội viên là tổng vệ sinh đến đấy. Sau bão lũ là chúng tôi đã huy động lực lượng anh em trên địa bàn phường đã ra quân quyết liệt 5 ngày tổng vệ sinh ở toàn bộ các tuyến phố trên địa bàn phường cũng như khuôn viên của công viên Hai Hồ. Chúng tôi huy động sức mạnh của toàn dân đấy, cả hệ thống chính trị, những nhà dân thì quét ở xung quanh cửa nhà mình. Thế và các lực lượng thì chúng tôi đi thu gom các cái cây xanh của các tuyến phố. Theo kế hoạch, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục phát động phong trào dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại của bão số 3 và mưa lũ, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, từ đó đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, các địa phương, các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể đã ra quân tổng vệ sinh dọn dẹp môi trường sau bão lũ. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm các đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đến thăm, trao hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác. Trong giai đoạn 2019-2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên phối hợp với tỉnh Hưng Yên thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 128 tỷ đồng. Năm 2024, Tập đoàn đã hỗ trợ với tổng giá trị 21 tỷ đồng, gồm các chương trình cụ thể như hỗ trợ kinh phí, xây dựng trường mầm non, xây dựng nhà học đa năng trường tiểu học, hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp khu văn hóa thể thao và hỗ trợ kinh phí chương trình Tết cho người nghèo. Trong dịp này, nhằm động viên tinh thần khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 3 tỷ đồng cho 3 huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Văn Giang, Khoái Châu và Kim Động. Sau cơn bão số 3, rồi đến trận mưa lịch sử, các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Nhưng để ổn định sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, nhà máy đã và đang nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động. Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, công ty trách nhiệm hữu hạn kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên đóng tại thị xã Mỹ Hào thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Hàng nghìn mét vuông nhà xưởng của công ty bị tốc mái, hầu hết dây chuyền bị gián đoạn sản xuất, nhiều thiết bị máy móc bị ảnh hưởng do gió và mưa bão tràn vào xưởng sản xuất. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ công nhân công ty, đến chiều ngày 10 tháng 9, công ty đã đưa 3/4 xưởng sản xuất vào hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động, cũng như đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác.
Đây là nhà máy số 2, nhà máy số 1 thì chúng tôi trên kia là toàn bộ cái mái trên đấy là cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nó không lớn như ở dưới đây. Đấy, nhưng trên đấy có một cái nặng nề nhất là cái biển quảng cáo tương đương với trị giá khoảng 1 tỷ đồng đã bị đổ và hỏng hoàn toàn do sức gió quá mạnh. Sau khi cơn bão đi qua, một tuần nay chúng tôi là chủ yếu là chỉ khắc phục. Công ty cổ phần đầu tư thương mại HB Logistics ở khu công nghiệp Yên Mỹ cũng bị thiệt hại khoảng 300 triệu do cơn bão số 3 gây ra. Do đặc thù là doanh nghiệp chuyên về mặt hàng đông lạnh nên ngay sau khi cơn bão đi qua, toàn bộ cán bộ công nhân đã tranh thủ khắc phục thiệt hại để tiếp tục sản xuất. Sau khi cơn bão Yagi đi qua thì chúng tôi đã huy động cái nguồn lực của công ty để khắc phục một cách nhanh nhất, vì cái đặc thù của chúng tôi là cái ngành dịch vụ kho lạnh nên phải khắc phục càng sớm càng tốt. Thì đến giờ phút này doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Theo thống kê, sau cơn bão số 3, về cơ bản các doanh nghiệp không có thiệt hại lớn về tài sản. Để kịp thời động viên các doanh nghiệp, ngay sau cơn bão đi qua, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng đã trực tiếp kiểm tra chỉ đạo các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Đến thời điểm này, gần 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoạt động trở lại, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Sau khi nước sông Hồng và sông Luộc cũng như hệ thống sông Nội Đồng bắt đầu rút từ ngày hôm qua, ngay trong sáng nay, một số nhà thầu tại Hưng Yên đã quay trở lại thi công các dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, nhà thầu Lizen đã bố trí 11 mũi trên tổng số 12 mũi thi công dự án đường song hành của đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường Tân Phúc – Võng Phan với trên 100 công nhân và các thiết bị máy móc để làm các phần việc như khoan cọc, xây mố trụ cầu, đào đắp cát nền đường, thi công mương rãnh, các công trình cống trên tuyến, đào khuôn và đóng cọc tre tại huyện Ân Thi, với mục tiêu đến tháng 12 này sẽ phải hoàn thành tuyến đường kết nối DT387 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Nhà thầu An Phát đã bố trí 2 đội thi công bắt đầu làm từ sáng ngày 15 tháng 9. Để có mặt bằng thuận lợi thi công, ngay từ ngày 13 tháng 9, các đơn vị đã phải huy động các máy bơm nhỏ bơm thoát nước tại một số tuyến đường nhánh để cho máy móc, thiết bị và người lao động có thể vào địa điểm thi công. Sau khi nước rút, nhiều diện tích cây trồng của bà con nông dân huyện Khoái Châu đã bị hư hỏng, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Hiện bà con nông dân đang chủ động khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tại vùng cây ăn quả, cây rau màu xã Hàm Tử, Bình Minh, Dại Trạch, Đông Tảo, nhiều vườn cây đã bị ảnh hưởng. Gia đình ông Hà Tài Lừng, thôn Yên Vĩnh, xã Dại Trạch, cũng như nhiều gia đình trồng cây ăn quả ở đây đang thu gom quả rụng, bơm tiêu úng trong vườn để hồi phục cây sau úng ngập. Sau bão rồi mình lại còn phải lo chăm bón cái cây mà không biết cái cây nó có sống được hay không ấy. Nhưng mà thường là chúng tôi khắc phục là khi qua bão rút nước rút ấy, thì là mình sẽ dùng phân LBK đấy, mới lại phân hữu cơ mình bón nó lại để chăm bón nó để khôi phục cái vụ sau. Để khắc phục các cây trồng sau lũ, bà con nông dân đang khoanh vùng ưu tiên bơm tiêu nhanh đối với những diện tích lúa rau màu và cây ăn quả nếu bị úng ngập, không được để úng ngập kéo dài, dọn sạch tàn dư thực vật, thân lá bị dập nát do mưa bão, tiến hành trồng dặm, đảm bảo mật độ và tận thu những diện tích rau màu bị ảnh hưởng. Thiệt hại thì riêng về chuối thì cũng mất hết, quất thì nói tóm lại là nó cũng phải mất tầm, ví dụ cái cây ở ngoài góc cao thì may vớt, có vớt được không thì nắng nó có chết không, nó cũng ngập 2/3 cây đấy. Như bây giờ nắng thì là khô hết, thì khắc phục thì tới đây thì hoàng quay là thu dọn lại rồi là gieo mấy cái ngô đông, thu được cho hết ngô cho gà, nuôi chăn nuôi thì gà qué vẫn giả này. Cùng với đó, các hộ dân đang tập trung dọn sạch tàn dư cành lá, cây trồng bị đổ gãy và tiến hành chăm sóc nhằm hạn chế thiệt hại. Để kịp thời cung cấp cây rau giống cho các vùng sản xuất và sản phẩm rau củ quả cho thị trường, ngay sau khi nước rút, bà con nhân dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã bắt tay ngay vào sản xuất. Từ hôm qua đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp xã Yên Phú huy động lao động thu dọn tàn dư trên 5.000 m² nhà lưới bị đổ, 30 mẫu rau màu bị hư hỏng. Cùng với đó, Hợp tác xã cũng huy động hàng trăm hộ liên kết với Hợp tác xã tranh thủ thời tiết thuận lợi, gieo hạt để kịp thời cung cấp rau cho thị trường. Làm được khoảng từ 10 đến 15% diện tích thôi, toàn bộ là làm bằng tay. Nó ướt máy móc rồi cũng như là cơ giới hóa thì không vào được.
Không thể cứu vãn gần 100 mẫu cây rau giống được bà con gieo trước đó. Hai ngày nay, gần 20 hộ gia đình thôn Mễ Hạ đã tranh thủ dựng lại nhà lưới, dọn dẹp tàn dư trên mặt ruộng, làm đất và sẽ đẩy nhanh tiến độ gieo hạt để kịp thời cung cấp cây rau giống phục vụ sản xuất vụ đông của bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Nước nó rút đến đâu chúng tôi dọn dẹp đến đấy, 3-4 ngày nữa đất chúng tôi mới khô. Thì chúng tôi mới lại làm lại và rắc cây lại, thì sau khoảng độ 25 đến 30 ngày thì bà con mới có cây rồng. Xã Yên Phú là địa phương có diện tích đất nông nghiệp chuyên sản xuất cây rau màu và cây rau giống lớn nhất của huyện Yên Mỹ với tổng số trên 300 ha. Trong đó, riêng diện tích trồng rau màu chiếm 150 ha, còn lại là diện tích trồng cây rau giống và cây ăn quả. Để kịp thời vụ, bà con đang tranh thủ nước rút đến đâu, thu dọn và làm đất ngay đến đó. Để nhanh được thu hoạch, đáp ứng nhu cầu của thị trường, bà con sẽ ưu tiên tập trung sản xuất các loại rau ăn lá trước như rau cải các loại, cây gia vị, sau đó tiếp tục gieo trồng các loại cây vụ đông khác. Để tránh tình trạng khan hiếm rau củ quả, ngay sau khi nước rút bão tan, vùng trồng rau xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, người dân cũng đã chủ động xuống đồng, dọn dẹp, khôi phục các diện tích bị thiệt hại sau mưa bão. Trên diện tích canh tác khoảng trên 50 ha với khoảng 400 hộ đã sản xuất và cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh và chuỗi siêu thị lớn hàng trăm tấn rau củ quả mỗi năm. Tuy nhiên, sau cơn bão số 3, lũ lụt, các hệ thống nhà lưới, nhà màng, các diện tích rau màu hư hỏng, để khắc phục thiệt hại ngay sau khi bão tan, nước rút, người dân xã Trung Nghĩa đã chủ động vệ sinh đồng ruộng, dặm tỉa những diện tích cây trồng bị chết, bảo đảm mật độ cây trồng phù hợp, thực hiện các biện pháp chăm sóc kịp thời theo quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loại cây trồng. Đối với diện tích rau màu bị thiệt hại hoàn toàn, người dân khẩn trương gieo trồng lại để đảm bảo thời vụ và nguồn cung cho thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm rau đội giá. Tất cả rau hỏng thì đều gom lại và gửi nó đi thôi. Tranh thủ đất nó khô đến đâu là chúng tôi tranh thủ làm để gieo lứa mới đến đấy thôi, để kịp có rau cung ứng ở thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lợi dụng ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã bắt đầu xuất hiện về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với các hình thức từ thiện để trục lợi, cùng với đó là thông tin sai lệch về thiệt hại do bão. Người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò này, vừa để tránh bị lừa, vừa không vi phạm về đưa tin thất thiệt. Đây là một vài giao diện của những hình thức giả mạo trên mạng nhằm câu like, lừa đảo người dân. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, thông tin giả mạo giống các trang chính thống hoặc của những người có uy tín để kêu gọi lòng hảo tâm, quyên góp, gửi tiền và tài khoản cá nhân để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt hoặc dụ vào đường link lạ để khai thác thông tin. Bà con nhân dân nâng cao cảnh giác khi mà có các cái đường link lạ, những số tài khoản lạ thì chúng ta không gửi các cái tiền và hiện vật vào các tài khoản mà không được sự kiểm chứng để các đối tượng lừa đảo có thể trục lợi. Liên quan đến cơn bão số 3, cùng với những thông tin chính thống phản ánh trung thực về công tác phòng chống ứng phó với mưa lũ bão, người dân cần đặc biệt lưu ý việc truy cập, theo dõi, đưa thông tin trên các trang mạng. Tất cả các thông tin được đăng tải sai lệch liên quan đến thiệt hại của cơn bão số 3 gây ra trên các trang mạng xã hội thì đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, khuyên cáo bà con nhân dân đề cao cảnh giác, đồng thời là tuyên truyền sâu rộng đến tất cả người thân trong gia đình và cộng đồng mạng xã hội biết được để chúng ta tránh xa. Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh, hiện trên các trang mạng thường xuyên có 24 hình thức chiêu trò lừa đảo tiền hoặc đánh cắp thông tin cá nhân mà người dân cần tránh, cụ thể như du lịch giá rẻ, lừa đảo khóa SIM, lừa đảo tình cảm, tuyển cộng tác viên online. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.